Năm 2024, huyện Hoàng Hóa phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Hiện các địa phương được lựa chọn xây dựng xã phường thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đã cơ bản hoàn thiện các nhóm tiêu chí đề ra. Hoàng Phú là một trong 4 xã của huyện Hoàng Hóa được giao chỉ tiêu xây dựng xã phường an toàn thực phẩm nâng cao năm 2024. Bám sát vào bộ tiêu chí xã phường thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao giai đoạn 2022-2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành, Hoàng Phú đã tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xã còn gặp khó khăn. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 17 trên 17 chỉ tiêu của 5 nhóm tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền rồi tập huấn cũng như là lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì đến nay thì các cái cơ sở cũng đảm bảo về cái hồ sơ thủ tục và có 5 sản phẩm, đó là sản phẩm sản xuất nem giò chả đã làm hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm là đạt cái chỉ tiêu 100% cái hộ sản xuất cái thực phẩm ngành nông nghiệp quản lý. Nên đã đem lại cái điểm cộng là 2 điểm đối với địa phương. Hiện nay, 100% các địa phương được lựa chọn xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của huyện Hoàng Hóa đã thực hiện việc ra soát và tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm xã còn thành lập tổ giám sát, định kỳ lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra các loại chất cấm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt chăn nuôi. Ngoài ra, các xã thành lập xây dựng các mô hình như chuỗi thực phẩm an toàn, lò giết mổ tập trung, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể an toàn. Chúng tôi cũng có một số cái giải pháp. Cái thứ nhất là tăng cường cái tập huấn phối hợp với các cái phòng ngành cấp huyện, phổ biến kiến thức cho tổ giám sát cộng đồng cũng như là ban chỉ đạo của xã và đặc biệt là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn xã để tham gia tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là an toàn các cái tiêu chí về an toàn thực phẩm nâng cao. Ngoài ra thì các cái dịp để chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã cũng như là của thôn. Nhất là rà soát cái cơ sở để đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy về an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là tuyên truyền công tác về cái an toàn thực phẩm để tránh tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cái thứ ba là tuyên truyền để cho người dân hiểu được là cái việc là an toàn thực phẩm là có điểm khởi đầu nhưng mà không có điểm kết thúc. Chúng ta luôn luôn là duy trì tất cả các xã mà được công nhận xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao là duy trì đạt các tiêu chí mà đã đề ra. Hiện nay, Văn phòng Điều phối Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa cũng đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí tại các địa phương nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn an toàn thực phẩm nâng cao theo kế hoạch đã đề ra.